Xin chào các bạn. Ngày hôm nay trong clip này thì đầu tiên với tư cách là hai giáo viên đang giảng dạy tiếng Nhật tại Nihongo no Mori thì chúng mình xin được gửi đến toàn bộ những bạn thí sinh mà đã thi tiếng Nhật trong kỳ thi tháng 12 của GLPT nói chung vừa rồi, cũng như là những học viên đã học ở Nihongo no Mori nhưng bạn đã đỗ nhá. Lời chúc mừng vì chúng ta đã vượt qua được một kỳ thi của tiếng Nhật đúng không? Xin chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng tất cả mọi người. Yeah! Trong các nhóm group của Nihongo no Mori có rất là nhiều học viên comment rằng: "Thầy cô ơi, em đỗ N3 rồi." Yes. Rất là sung sướng. Làm thế nào để đỗ được N3 bây giờ? Rất là đơn giản thôi. Dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của mình và của Thành thì ngày hôm nay mình sẽ được chia sẻ cái lộ trình học tiếng Nhật N3. Làm thế nào để đỗ được N3 bây giờ? Và tất nhiên là không chỉ N3 đúng không, mà còn rất nhiều N khác. Chúng ta đây là một lộ trình chung nhé. Ok, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Ok, thế thì với bất kỳ một học viên nào mới đầu thì bao giờ cũng nghĩ là đọc ca, tức là phần đọc hiểu, phần chô ca, phần nghe hiểu là phần khó nhất đúng không? Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề này thầy Dũng nhỉ? Làm thế nào giải quyết vấn đề đó? Chúng ta cứ lo sợ hai vấn đề đó đúng không? Okay. Và chúng ta cứ chăm chăm làm sao để cải thiện được hai vấn đề đó. Ừ. Tuy nhiên, chúng ta hãy vứt bỏ chúng nó đi. Ok, vứt bỏ chúng nó đi và chúng ta hãy tập trung vào những cái kỹ năng khác, đó là kỹ năng nói về học về kanji và kỹ năng học về từ vựng ngữ pháp. Từ vựng đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì có từ vựng, có kanji, có chữ ngữ pháp thì mới nghe thì mới hiểu được là bài văn người ta viết cái gì này, cũng như là có từ vựng thì khi nghe thì chúng ta mới bắt được từ và hiểu được ý của câu đúng không? Thế nên là bước đầu tiên trước khi bắt tay vào ôn thi thì nhất định mọi người hãy bắt đầu từ việc học chữ Hán cũng như là học từ vựng dành cho cái N đó nhé. Và ngữ pháp nữa. Tất nhiên là ngữ pháp đúng không? Ok, vậy thì mình sẽ đưa ra một cái mục tiêu cho chúng ta như thế này nhé. Hay. Chẳng hạn mục tiêu của chúng ta đó là học kanji, từ vựng, ngữ pháp, chúng ta sẽ đạt được 50-60 điểm, đúng không? Vậy thì điểm đỗ N3 là 95 điểm, chúng ta chỉ còn 35 điểm nữa thôi. Ok. Alo, 45 điểm nữa chứ. Như vậy rất đơn giản. Tóm lại, mục tiêu như sau: 50, 30-30, thế là ok đúng không? Là 110 đấy. 110 rồi. 110. Thế là quá dễ dàng rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ đạt được điểm số cao hơn như thế. Hay. Nếu mà chúng ta học chắc được kanji, từ vựng và ngữ pháp. Ok. Bởi vì kanji cứ học nhớ là học được thôi. Từ vựng thì ý nghĩa của nó như thế nào chuyển sang tiếng Việt y hệt như thế. Ngữ pháp thì hiểu rõ được mẫu câu, hiểu rõ được cái ý nghĩa của câu đó và chúng ta lắp ghép vào. Ok. Những cái phần đấy là chúng ta có thể lấy được điểm số một cách dễ dàng nhất và chắc chắn nhất. Vậy thì chúng ta cần phải học làm sao cho thật chỉnh chu, làm sao cho thật là chắc. Hay. Ok. Thực ra cái này cũng là một phần ở kinh nghiệm của em nữa, bởi vì là mình cũng đã thi GLPT khá là nhiều lần rồi và thực sự là rất là xấu hổ. Những cái lần ý thi điểm đọc hiểu của mình rất là kém mọi người ạ. Điểm đọc hiểu gần như lúc nào cũng kiểu như là vừa đủ để đỗ thôi. Thế thì mãi về sau thì mình mới phát hiện ra một điều, khi mà mình đi dạy rồi mình phát hiện ra một điều là cái mà mình thiếu nhất trước khi vào đọc hiểu đó là phần từ vựng mọi người ạ. Từ vựng và chữ Hán. Thế là kể từ ngày đi dạy ấy, thế là ôn lại được một chút. Thế là phát hiện ra là lúc mà làm lại những cái đọc hiểu của N1 hay N2 thì thấy là khá rất là nhiều. Nên là nhất định là mọi người hãy nhớ lấy cái tip này, đúng không? Là gì nhỉ? Hãy học thật nhiều từ vựng, nhiều chữ Hán, nhiều ngữ pháp trước khi vào bắt tay vào ôn về phần chô cai và đọc cai nhé. Ok, như lúc đầu cô Thành cũng có nói rồi đúng không? Khi mà chúng ta nắm vững được kanji, từ vựng và ngữ pháp rồi đúng không? Điểm số chúng ta cao rồi đúng không? 50, 55, 60 điểm. Có bạn được những điểm cao, số cao như thế. Và tất nhiên khi mà chúng ta có từ vựng ngữ pháp rồi, khi mà chuyển sang đọc hiểu thì nó đơn giản thôi. Okay. Và tất nhiên cái điểm số của chúng ta ít nhất là cũng phải tầm khoảng 35 điểm trở lên đến 50 điểm. Hay. Hoặc là có bạn đọc siêu và lò có thể man tè, tức là điểm tối đa. Chô cai cũng thế đúng không? Chô cai thì tất nhiên thì chúng ta phải nghe thật là nhiều. Không phải là học xong từ vựng, học xong ngữ pháp thì chúng ta mới nghe nhé, mà chúng ta phải nghe rất là nhiều. Ok. Hay. Thế thì có một cái lộ trình mà mình ví dụ như sau nhé. Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu là học trong vòng 5 tháng chẳng hạn. Thế thì 2 tháng đầu mình bỏ ra mình chỉ học từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp thôi. Và tất nhiên trong quá trình đó thì mình có thể rèn luyện cái kỹ năng nghe bằng cách là mình nghe từ mới thật nhiều này, hay nghe ngữ pháp thật nhiều đúng không? Và 3 tháng còn lại chúng ta tập trung vào làm bài tập liên quan đến ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán.
song song với đó là rèn thêm các kỹ năng về bài tập về đọc hiểu và nghe hiểu. Đúng, thế đúng, là xong. Đúng rồi. Quên mất đấy. Hay. Để thi đỗ được thì chúng ta phải làm thật là nhiều các bài thi, các bài luyện thi, luyện đề. Cũng giống như là các bạn đi thi đại học chẳng hạn, đúng hay. Không? Các bạn muốn thi đỗ thì các bạn luyện rất là nhiều đề, rất là nhiều dạng mà bài tập, đúng không? Hay. Và chúng ta luyện nhiều thì chúng ta sẽ trúng tổ thôi. Okay. Thế thì trước khi làm clip này thì bọn mình có làm một series clip về 5 những cái tài liệu giáo trình mà liên quan đến từng N khi các bạn đi ôn thi ấy. Thì các bạn có thể tham khảo trong những cái clip đó để chọn ra cho mình những cái sách và tiến hành bước vào ôn thi trong kỳ thi cấp sắp tới nhé. Những pháp thì học như thế nào, kanji từ vựng học những cuốn sách gì và sách đọc hiểu, rồi thì những cái sách liên quan đến những cái bài luyện thi, đúng không? Các bạn hãy tự lựa chọn nhé. Ok. Thế thì đây là toàn bộ những kinh nghiệm cũng như là những cái kinh nghiệm những cái lộ trình mà bọn mình muốn nói xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân. Rất là mong nó sẽ hữu ích cho các bạn mà sắp sửa bắt tay vào ôn thi trong các kỳ thi sắp tới. Hay. Vâng. Hôm nay đã là đêm 30 rồi, ngày mai là mùng 1 Tết. Mình xin được gửi đến các bạn một lời chúc Tết. Chúc bạn một năm bình dậu, ai cũng giàu to, sức khỏe chẳng lo, buồn vui xếp xó, khó khăn chuyện nhỏ, việc chạy do. Không còn nhăn nhó, ước gì được đó. Chúc mừng năm mới. Vâng, cô Thanh chúc đi. Kinh nhờ, anh có thơ rồi đấy. Mình thì không có nhiều thơ giống như thầy Dũng được nên là nhưng mà cũng nhân đây thì ở clip này mình cũng muốn được gửi đến tất cả các bạn đang xem clip cũng như là những người thân, gia đình của mọi người sẽ có một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe và mọi việc như ý. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Bye bye. Kento kun, Zun desu. Genki? まもなく新年になるので、ベトナムの皆さんに一言でお願いしていい？もちろんです。明けまして。明けまして。明けまして。明けまして。明けまして。明けまして。おめでとうございます。皆様、良き新年を迎えられたことと、謹んでお喜び申し上げます。何事も順調に進む年になりますように。めでたいことがたくさんありますように。ますます活躍できる一年になりますように。皆様とご家族のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本年も本年も本年も本年も日本語の森よろしくお願いいたします。